Chào mừng bà con chú anh chị đang đến xem kênh Trần Dũng Vlog, và hiện tại Trần Dũng đang ở quán chè ngon 38 món ở tại làng Đại Học. Và trong buổi tối hôm nay thì Trần Dũng cũng sẽ review ở khu làng Đại Học cho cả nhà mình cùng xem nhé. Và đây là tiệm nước Lê Lê à, món chè gì với trái cây nha cả nhà. Đây là món nước nằm ở khu làng Đại Học, món này rất là hấp dẫn. Tối thì cũng rất là đông. Bà chủ luôn. Đây là bà chủ rất dễ thương, sinh viên. Bà chủ cho một chè thập cẩm đi. Đây để quay cái menu cho cả nhà mình xem. Đây là hai em đang phụ bà chủ làm chè bán nha. Và đây là giờ cô chủ rất là dễ để quay cái có hai em phụ cô chủ đơn về cho cả nhà mình cùng xem nhé. Còn ở đây là cá chiên chiên, món ăn vặt. Đây là cái món mình đã mang ra nghe cả nhà, thập cẩm chè trái cây, đây là xuyên sáo chè đậu rán nghe cả nhà. Buổi tối thì ở khu quán chè ngon 38 món này cũng khách rất là đông. Đây là quán nằm ở khu làng Đại cái nhà mình nhờ cùng ghé quán chè ngon 38 món.
Tối thì khách tất cả các nhân viên đông lắm, nhân viên đồ đông lắm nè cả nhà. Phong chào bà con chú con dễ thương quá, con buổi tối đi ăn về nghe cả nhà. Phải ra đi thôi em ơi, nếu anh là anh, dù sao có thế em sẽ đau đớn mình thay. Tất cả mọi người đi đến cũng như là ăn cá vị chiên, cà phê, nhà sách, cầu thang. Đây là nhà khách, nhà sách Bảo Khang nha cả nhà, bán sách cũ, đăng ký. Cái này không phải là cũ hết nha cả nhà, giống như là cái yêu ạ. Sale 50%. Đây, bên đây là sách văn học nước ngoài. Đây là một quả. Còn buổi tối hôm nay ở khu làng đại học nha cả nhà. Thì sẽ review qua cho cả nhà mình cùng xem. Đây là bé bông thường xuất hiện ở trên video ngắn. Và đây là các món ăn vặt. Như nước uống trà chanh. Khu bên đây là trà sữa.
là quán trà sữa nha cả nhà. Buổi tối thì sẽ lại rất là đông. Quay mình đang chạy. Thôi giờ đây cũng về review một đoạn nữa cho cả nhà mình cùng xem nhé. Chạy suốt không anh? Bye bye rồi. Cứ 15 phút, 15 phút vị trí.